Chào mừng bạn đến với kênh Trải nghiệm Game. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu top 5 tướng mạnh nhất của khu rừng Trạng Vạn. Khu rừng Trạng Vạn, đây là thế lực huyền bí nhất của mảnh lục địa. Ít ai biết chủ nhân của khu rừng là ai. Đây là thế lực ôn hòa nhất, trung lập nhất và hoàn toàn không muốn dính dáng tới các vấn đề chính trị hay quyền lực tại thế giới liên quân. Nhưng muốn bảo vệ khu rừng cần có các trụ cột mạnh. Nào cùng xem đó là các vị tướng nào nhé. Top 5, Phoenix. Cao Siêu Thanh là một trụ cột của khu rừng. Với sở thích cướp của người giàu, phân phát cho người nghèo, cáo với khả năng di chuyển nhanh như điện của bản thân, truyền đi ăn trộm của thế lực xa đọa trong liên quân, cáo ta có một biệt danh, đó chính là thánh kiểm soát mục tiêu như rơi quỷ, rồng và các bộ lợi khác. Phoenix là vị tướng được các vị trí đi rừng ưa thích và lựa chọn vì từ đầu game, khả năng dọn dẹp quái cũng như đi gank của cáo đạt được ngưỡng sức mạnh cần có mà các vị tướng khác chưa thể bằng. Mặc dù ở cuối game, so với một số tướng khác, Phoenix có vẻ yếu thế hơn, nhưng điều đó không thể lật đổ được vị thế của hắn. Top 4, Slim. Nhờ có thế lực khu rừng Trạng Vạn, Slim giành lại được lâu đài cơ khí và theo hiệp ước mà hắn ký với Teo Anat, hắn là người bảo vệ và trông nom khu rừng. Từ đây, Slim trở thành một thành viên của khu rừng Trạng Vạn và hắn luôn tuân thủ vì có cùng chung kẻ thù, đó là lực lượng xa đọa. Slim là vị tướng xạ thủ, dạo gần đây được yêu thích đi rừng trên đấu trường chuyên nghiệp và giành được khá nhiều thành tích đáng kể, đặc biệt là khả năng khống chế từ xa với chiêu lao cơ khí tạo ra không biết bao nhiêu pha mở giao tranh tuyệt vời. Về cuối game, Slim cực mạnh trong việc đẩy trụ cũng như giao tranh. Khả năng bắn chí mạng cùng các chiêu thức giúp Slim cực kỳ nguy hiểm. Top 3, Teo Anat. Là người đứng đầu của khu rừng Trạng Vạn, sự xuất hiện của Teo Anat chắc chắn là muộn màng, nhưng nói đến một thế lực như khu rừng Trạng Vạn mà lại không giới thiệu tới chủ nhân nơi đây thì là một điều quá đáng tiếc. Trong máy chủ thử nghiệm với sức mạnh từ thần cung bóng tối, trái ngược với thần cung ánh sáng của John, khả năng bắn mắc tầm cùng lượng khống chế vô cùng nguy hiểm. Teo là một xạ thủ cấu rỉa từ xa vô cùng bá đạo. Điểm nổi bật của cô đó chính là khả năng khống chế, sát thương chí mạng vô cùng mạnh vào cuối game. Trong một pha giao tranh, nếu không tiêu diệt được Teo Anat mà để cô nàng bắn tự do thì gần như chắc chắn không một đội hình nào có thể chịu nổi thần cung xuyên phá của cô. Top 2, Chao Na. Sự xuất hiện của Chao Na tại khu rừng Trạng Vạn là điều ít người biết đến, mang trong mình sức mạnh của hỗn mang vô cùng bá đạo và chính sức mạnh này khiến Chao Na vô cùng hung tợn và thích tàn phá. Nhưng nhờ Teo Anat, cô có sức mạnh của bóng tối đủ để kiềm chế và hồi phục lại tinh thần thanh khiết của chú voi ma mút. Giờ đây, Chao Na chiến đấu và phục vụ cho lợi ích của khu rừng và muôn thú.
Cái tên Chao Na nổi đình đám, không ai không biết sự nổi tiếng của hắn từ giải thi đấu chuyên nghiệp. Nơi đó, hắn chính là một hot pick mà có thể áp dụng cho mọi chiến thuật, mọi đội hình. Trong xếp hạng đơn, Chao Na không quá được ưa chuộng, nhưng đó chỉ là lý do người chơi không thích chơi mà thôi. Khả năng chống chịu tuyệt vời cùng khả năng khống chế giúp Chao Na dù lên full chống chịu hay muốn đổi gió lên sức mạnh phép thuật đều cho thấy hiệu quả trên cả tuyệt vời. Top 1, Kress. Cùng với Chao Na, Kress là một cặp bài trùng. Cái tên của hắn nổi đình đám trong đấu trường chuyên nghiệp. Chỉ khác với Chao Na, Kress được ưa thích hơn trong bảng xếp hạng đơn. Mà tại đây, với tài năng của mình, Kress có thể đi solo đường hay trợ thủ đều vô cùng bá đạo. Khả năng bảo kê, lượng khống chế liên tục, chưa kể khả năng phản ganh, ưu việt giúp Kress dù tại mùa giải nào đều chưa bao giờ bị ghét bỏ. Các bạn có thể thấy, trong khu rừng chạng vạng có nhiều cái tên khác như Chrissy hay Lumbua. Nhưng đây là các vị tướng nổi bật nhất. Điều nhận thấy rõ nhất ở thế lực này đó chính là đa phần các loài động vật và thứ hai đều là các vị tướng được yêu thích trong thi đấu chuyên nghiệp. Trên đây là top 5 tướng mạnh nhất của khu rừng chạng vạng. Nếu đồng quan điểm hoặc có ý kiến cá nhân, nhớ bình luận dưới video nhé. Và nếu thấy hay đừng quên đăng ký kênh, like và share video. Đó là niềm động lực to lớn giúp mình làm ra các video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Kênh các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, sau đó chọn tiếp vào biểu tượng chuông. Các bạn chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này để nhận tất cả những thông báo khi tôi livestream hoặc là các video mới nhất, sau đó chọn lưu lại. Tiếp theo các bạn nhớ like cho video, sau đó chia sẻ các video lên Facebook. Xin cảm ơn.